kiếm tiền với TikTok như thế nào, và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm sao đó các bạn có thể là rút được tiền cũng như là xác thực cái số tiền mà bạn đã kiếm được từ cái TikTok và khi mà các bạn đã kết hợp làm với cả Timebucks. Và nếu như bạn đã chưa từng coi những video trước đây của Sơn về cách để bạn có thể kiếm được tiền từ TikTok và các bạn đã liên kết với tài khoản TikTok với cái nền tảng là Timebucks để bạn bật kiếm tiền với nó, thì bạn có thể vào trong kênh YouTube của Sơn. Và sau đó các bạn chọn vào mục danh sách phát ở đây, thì bạn nó sẽ nhìn thấy được rằng đây là Sơn có một cái bộ video đó là kiếm tiền online với cả Timebucks. Đó thì các bạn bấm vào để chọn phần danh sách phát, thì Sơn đã có những cái video trước đây Sơn chia sẻ cho các bạn về cách để bạn có thể kiếm được tiền với TikTok, để nó sẽ đầy đủ hết tất cả những cái thông tin cho bạn từ cái bước đăng ký cũng như là liên kết tài khoản TikTok như thế nào để sau này các bạn có thể bật được kiếm tiền với nó. Các bạn coi hết cái phần này. Đó, và đây cũng chính là một cái bộ video nó sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt chi tiết từng bước một để làm sao đó bạn có thể kiếm được vài trăm đô cho tới 1.000 đô la thu nhập mỗi một tuần với cả TikTok như thế nào, được không ạ? Ok, thì bây giờ đây là cái tài khoản Timebucks của Sơn. Thì như các bạn đang nhìn thấy này, khi mà Sơn chọn vào cái mục earn đó thì sẽ có một cái giao diện đó để các bạn kết nối với tài khoản TikTok của các bạn. Thì bạn nó chỉ cần làm theo hướng dẫn giống như Sơn đã từng có một cái video trước đó rồi. Đó, Sơn đã làm video hướng dẫn ở đây, đó là kiếm tiền TikTok như thế nào cũng như là cách liên kết nó ra làm sao. Thì bạn đã coi cái video này ở trong cái phần 1, thì chắc Sơn sẽ làm được một cái phần 2, Sơn hướng dẫn chi tiết bằng chính cái điện thoại của Sơn để cho các bạn nó sẽ dễ dàng các bạn hình dung ra được hơn. Ok không nào các bạn? Rồi thì bây giờ này, như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình của Sơn, Sơn đã có được 21 đô sau khoảng 2 ngày đó thì Sơn đã làm, mới bắt đầu Sơn thử làm với Timebucks này. Thì bây giờ này, ở đây nó sẽ ghi ra một cái dòng màu đỏ ở đây. Nó hiện ra đó là bạn cần nó phải là verify, có nghĩa là xác thực cái danh tính của các bạn để bạn có thể là rút được số tiền. Thì sau khi mà Sơn chọn vào cái phần này, để Sơn bấm vào click đó, thì bây giờ nó sẽ hiện ra một cái giao diện khác ở chỗ này. Bây giờ Sơn sẽ bấm dịch tiếng Việt để cho các bạn dễ biết này. Nó sẽ yêu cầu chúng ta này, để xác minh được danh tính thì nó yêu cầu mình là cần phải có 3 bước, đúng không ạ? Có 3 bước. Thì cái bước số 1 đó là mình cần phải có là ảnh bằng giấy. Cái này là bắt buộc này. Và cái ảnh này á, thì chúng ta chụp một cái ảnh bằng điện thoại di động hoặc máy tính của các bạn tùy, nhưng mà các bạn cần phải cầm một cái tấm ảnh đó, có cái tờ giấy là chữ Timebucks đây. Thì đây là cái cách xác thực nhá. Sơn chụp một cái tấm ảnh selfie này và có cái chữ Timebucks ở đây đó. Sau đó thì bây giờ mình sẽ chọn duyệt ảnh bằng giấy, mình sẽ chọn vào cái ảnh này đó. Sau đó thì Sơn sẽ chọn cái ảnh vừa nãy Sơn chụp đó và Sơn tải lên. Bước số 2, họ yêu cầu mình đó là mình hãy cung cấp cho họ là cái chứng minh nhân dân đó. Sau đó mình đã tải cái chứng minh nhân dân lên, thì cái này là không có bắt buộc. Tuy nhiên rằng theo Sơn thấy rằng nếu như bây giờ chúng ta muốn tỷ lệ xác thực cao á, thì nên chọn cái này. Thì các bạn tải là chứng minh nhân dân này, hoặc là giấy phép lái xe này, hoặc hộ khẩu, hoặc là thẻ sinh viên của các bạn lên nhé. Và bước cuối cùng đó là các bạn liên kết với tài khoản Facebook của bạn đây. Có nghĩa là nó yêu cầu các bạn nó cần phải cung cấp cho họ cái link mật khẩu Facebook cá nhân. Đây, sau đó thì Sơn copy nó, Sơn dán nó vào đây. Rồi, cũng giới thiệu với các bạn luôn, đó là Sơn nó mới tạo ra một cái group. Group này nó có tên là Kiếm Tiền TikTok và Timebucks. Thì các bạn đã quan tâm và muốn tham gia vào group này để giao lưu và cũng như là được hỗ trợ về cách kiếm tiền TikTok, tăng follow, hỗ trợ nhau, thì các bạn có thể bấm vào đường link mô tả bên dưới video này, Sơn có để lại thông tin. Rồi thì bây giờ Sơn sẽ quay lại đây này. Các bạn nhớ duyệt và thêm cái thẻ ở đây, và Sơn cũng thêm cái thẻ của Sơn nhá. Rồi sau khi mà Sơn đã thêm cái thẻ đó rồi, sau đó thì Sơn sẽ chọn vào cái phần là nộp để được chấp nhận. Nhưng mà có một cái mẹo nhỏ, đó là khi mà bạn bấm đồng ý bất kỳ cái gì của họ đó, thì các bạn nhớ đổi ngôn ngữ thành tiếng Anh lại trở lại nhá. Sau đó các bạn bấm vào submit. Đó, bấm vào submit. Rồi thì trong lúc chờ đợi nó quay này, bây giờ Sơn sẽ đi lại từng bước để cho các bạn hình dung nhá, để các bạn có thể bắt đầu để kiếm được tiền với TikTok như thế nào. Thì cái bước số 1 ở đây, nếu như các bạn là người mới hoàn toàn, thì bây giờ các bạn đã giúp Sơn xem full cái video hướng dẫn từ cái kênh YouTube của Sơn á, một cách từ A đến Z chi tiết lại. Thì đây là cái danh sách phát này, Sơn sẽ sửa lại này. Đây là kiếm tiền online với TikTok và Timebucks. Ok, thì các bạn vào cái danh sách phát này nhé, các bạn coi danh sách phát đó, coi hết.
Rồi sau sau đó là các bạn đã nhớ này, các bạn cần phải có một cái tài khoản Thumbbox, là cái tài khoản này các bạn cần phải có một cái tài khoản Thumbbox này đó. Sau đó còn nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn đã đăng ký đường link phía bên dưới mô tả video để Sơn có đường link hướng dẫn cho các bạn rồi. Thứ hai đó là các bạn đã liên kết tài khoản TikTok và Thumbbox để chúng ta có thể bật được kiếm tiền. Thì cái cách liên kết đó, là Sơn có từng làm một cái video đây, thì nhưng mà Sơn sẽ làm một video phần 2 á, là Sơn sẽ hướng dẫn bằng điện thoại của Sơn nó chi tiết hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ tương ứng, thì những cái nhiệm vụ á, nó sẽ xuất hiện ở phần chỗ này này các bạn, ở phần kiếm tiền này. Sau đó là trong cái phần TikTok mà các bạn đã liên kết này, thì đối với cái tài khoản này thì Sơn chưa có TikTok, Sơn chưa có liên kết nhá, nên nó chưa có nhìn thấy nhiệm vụ, nhưng mà cũng sẽ có những cái tài khoản đó, giả sử đi tài khoản của bạn là tài khoản lớn, các bạn hoàn toàn có thể kiếm được các 10 đô, 13 đô, 15 đô trên một cái nhiệm vụ của nó. Thì bạn hình dung đi một tuần như vậy á, bạn có khoảng 10 20 nhiệm vụ thì lúc này á, thu nhập của bạn cũng khá là tốt từ đây. Và thậm chí á, cũng có rất là nhiều bạn bạn ấy còn ép á, một lúc nhiều tài khoản vào để cùng làm. Đây, kéo lên này. Thì bạn này bạn ghi là tăng thu nhập TikTok bằng cái cách là thêm nhiều tài khoản vào vào cái TikTok của các bạn á, vào cái Thumbbox này. Thì nó sẽ có nút là thêm tài khoản này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, Sơn bật lên À, nhé. những anh em nào ấy thì mà đã thiết lập trang TikTok. Đây các bạn nhìn này, có cái chữ thêm tài khoản này, thì các bạn có thể thêm được tài khoản TikTok vào. Ví dụ như là một lúc bạn có thể làm khoảng 5 cho tới 10 cái tài khoản khác nhau. Đó, và sau đó thì các bạn có thể gia tăng được thêm cái thu nhập của mình từ đây. Rồi, ok, thì mình quay lại cái phần hướng dẫn này. Sau đó tới cái bước số 2 đó là bạn cần xác thực tài khoản Thumbbox để các bạn rút tiền TikTok khi mà bạn đã kiếm được. Thì tiền đó, nó sẽ hiện ở trên này. Nó hiện tổng hết tất cả số tiền mà bạn kiếm được ở trên này. Đây, để Sơn nó refresh nó lại nhé. Tổng tiền nó hiện hết ở trên này nha các bạn, wallet. Đó, đó là cái ví của các bạn. Số tiền mà các bạn kiếm được như ở Sơn đang là 21 đô sau một thời gian Sơn mới làm thôi. Rồi xong sau đó thì khi mà đây thì bạn cần phải có này, ảnh chụp giống như vừa nãy Sơn đã đăng lên cho các bạn nhìn thấy. Đó, chứng minh nhân dân và link Facebook, thì cho dù nó nói rằng không có bắt buộc nhưng các bạn đã nên thêm vào để nó xét duyệt nó dễ hơn. Đó, giống như vừa nãy thì Sơn đã chọn rồi thì nó sẽ nói rằng là cái xét duyệt của Sơn nó đang được chờ đợi, và sau đó nếu mà ok á, thì nó sẽ gửi cho Sơn cái thông báo qua email. Sau đó là tới bước số 3 này, bước này rất là quan trọng, đó là bạn cần phải liên kết với cái tài khoản thanh toán. Bởi vì sao? Trên cái Thumbbox này á, thì họ sẽ chủ động, họ sẽ chuyển tiền cho bạn vào hàng tuần. Các bạn nhớ này, tiền sẽ được thanh toán cho bạn hàng tuần nha, chứ không phải hàng tháng. Cái này nó trả thưởng của chúng ta rất là nhanh. Các bạn chọn là mục payment ở đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng á, là cái ngày này nó đang được chạy ngược lại, ngày đang chạy ngược lại. Thì cái trên Thumbbox này nó sẽ trả thưởng cho bạn vào thứ ba hay là thứ năm gì đó, hình như là thứ ba hàng tuần nó sẽ thanh toán cho các bạn đó. Và cái thanh toán này á, nó sẽ là tự động, miễn sao là các bạn cứ trên 10 đô thì nó sẽ tự động nó chuyển tiền vào trong cái tài khoản của các bạn nhé. Ok, thì để các bạn đã chọn được thanh toán á, bây giờ này để các bạn đã liên kết được và rút tiền về thì như thế nào, thì các bạn đã vào phần setting cho Sơn, sau đó các bạn đã chọn vào mục đó là payment, chọn mục payment ở đây, các bạn kéo xuống dưới này, các bạn đã chọn vào phần please select hình thức thanh toán. Đó, hình thức thanh toán ở đây á, thì mình gợi ý với các bạn á, là nó có hai hình thức mà các bạn có thể dễ dàng các bạn đã lựa chọn. Một là hình thức đó là các bạn thanh toán qua cái payer. Payer ở đây đó là một cái nơi trung gian để các bạn có thể rút được tiền về, nó là một cái ví ví trung gian để bạn rút được tiền về. Đó, tại vì cái hình thức kiếm tiền này á, thì nó là hình thức kiếm tiền của nước ngoài nên nó sẽ không thể nào rút được tiền về ngân hàng nội địa. Đó, để bây giờ Sơn giải thích cho các bạn cái hình này, các bạn hình dung này. Đó, Thumbbox này thì nó sẽ rút tiền về một cái ví trung gian, rồi sau đó từ cái ví trung gian này á, là bạn mới rút về ngân hàng nội địa. Đó, các bạn hình dung không ạ? Rút về ngân hàng nội địa hoặc là rút về một cái PayPal của các bạn, được không ạ? Thì nó phải qua những cái bước như vậy. Chắc chắn rồi, tất cả những cái hình thức kiếm tiền từ online thì phải như vậy để bạn nó hình dung được nhá. Thì ví dụ là cái payer đây, thì đây là cái tài khoản của Sơn này. Thì giả sử đi, các bạn nó tiền nó về đây thì các bạn chọn là một withdraw để bạn nó rút được tiền về. Thì Sơn sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết và cụ thể để hướng dẫn cho bạn nó cách để các bạn rút được tiền từ cái payout này về nhé.
Còn nếu như bạn đã chưa có tài khoản á, thì bạn đã đăng ký ở đường link phía bên dưới mô tả video Sơn có để lại cho các bạn rồi á. Các bạn chọn vào đây. Sau đó là các bạn có thể là gõ cái email của các bạn vào, thì tiền nó sẽ tự động nó cứ chuyển về cái tài khoản này của bạn. Sau đó các bạn nó rút về ngân hàng nội địa. Còn cái cách số 2, cách số 2 thì các bạn có thể lựa chọn là hình thức là Bitcoin. Bitcoin thì bạn đó, sau đó thì bạn nó sẽ lựa chọn để các bạn nó thêm cái ví Bitcoin của bạn vào đây. Thêm cái ví Bitcoin của bạn vào đây. Đó, thì đây là cái địa chỉ ví Bitcoin này. Thì Sơn đã từng có một cái video hướng dẫn cho bạn đó là rút tiền về ví Bitcoin bằng Remitano. Hoặc nếu như các bạn đó, có thể là sử dụng là một cái ví khác, đó là ví ở đây là của Việt Nam. Đó, ví là VNDC, VNDC hoặc là rút về Remitano, thì hai cái này đều được hết. VNDC thì cái chức năng nó cũng giống Remitano, nhưng mà VNDC thì nó sẽ có là cái đồng Việt Nam đồng cho các bạn, Việt Nam đồng. Đó, Việt Nam đồng cho các bạn nhá. Đó, thì giả sử đi Sơn chọn là cái Bitcoin đây, sau đó là Sơn sẽ đánh cái Bitcoin address. Rồi như bạn đang thấy á, là cái tài khoản của Sơn á, đó là cái tài khoản là VNDC. Đó, VNDC. Bạn nào mà chưa biết VNDC là gì á, bạn vào kênh YouTube này. Đó, bạn tìm một cái video Sơn có hướng dẫn đó là kiếm tiền với sàn VNDC này, thì các bạn đã chọn vào đây để các bạn đăng ký một tài khoản VNDC rồi với Sơn nhá. Sau đó thì các bạn có thể chọn vào cái phần là nhận ở đây. Nhận ở đây. Sau đó bạn sao chép cái ví, đường link ví về. Đó, đường link ví. Và bạn dán vào ở đây. Sau đó bạn chọn là update. Rồi sau đó thì bạn đánh cái mật khẩu của bạn vào nhá. Và chọn là tôi không phải là robot. Bạn đánh mật khẩu xong rồi thì bạn chọn vào update. Rồi, nó thông báo là đã thành công và đã nhận được thành công cái thông tin rồi. Thì sau này á, cứ mỗi vào thứ ba hàng tuần này, thứ ba hàng tuần này, nó sẽ gửi tiền về cho bạn. Đó, gửi tiền về cho bạn. Đây mình bấm dịch vào cái này. Các khoản thanh toán á, được gửi tự động vào hàng tuần vào thứ năm và chốt lịch á, là vào thứ ba, đúng không ạ? Chốt lịch vào thứ ba. Đó, còn chuyển vào cái ví của các bạn là vào thứ năm hàng tuần. Miễn sao là các bạn là có tối thiểu là 10 đô la. Ok, thì trong cái video này thì Sơn đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết về cái cách để bạn có thể liên kết tài khoản và các bạn đã rút được tiền về. Thì hãy nhớ là các bạn hãy xem những cái video trước đó của Sơn để biết được cái cách chi tiết và cụ thể làm sao đó để các bạn có thể kiếm được tiền với cả TikTok. Và trong những video sau thì Sơn sẽ làm ra một cái series hướng dẫn cho các bạn là những cái cách thức để làm sao đó bạn có thể là kiếm được thêm nhiều tiền ở đây từ cái tài khoản TikTok này. Các bạn có thể thêm được nhiều tài khoản, cũng như là cái cách xây dựng cái thuật toán của TikTok như thế nào để bạn phát triển nó lên. Đó, mục tiêu của chúng ta làm sao đó thì ít nhất các bạn sẽ kiếm được khoảng 1.000 đô thu nhập một tháng. Bởi vì cái điều này thì cũng đã có nhiều bạn đã làm được thành công rồi, thì Sơn sẽ review cho các bạn trong những cái video sau. Bạn nào mà chưa tham gia vào group thì các bạn có thể bấm vào đường link mô tả phía bên dưới video. Sau đó thì sẽ có admin sẽ xét duyệt cho các bạn để các bạn đã tham gia vào group ở đây, để các bạn có thể giao lưu cũng như là học hỏi với những thành viên khác. Đó, và chúng ta cũng có thể là sắp chéo cho nhau để chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong cái lĩnh vực này. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sơn, và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.